Chiều 8 tháng 11 năm 2021, tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã giảm dần. Đặc biệt, tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi, đạt tỷ lệ khá. Do đó, ngày 8 tháng 11, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đã ký quyết định về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu quyết định giảm cấp độ phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với tỉnh Bạc Liêu từ cấp độ 4, cấp nguy cơ rất cao, tương đương với vùng đỏ, giảm xuống cấp độ 3, cấp nguy cơ cao, tương đương vùng cam. Thời gian áp dụng từ ngày 9 tháng 11. Đối với đơn vị cấp huyện, thành phố Bạc Liêu và thị xã Giá Rai áp dụng cấp độ 4, cấp nguy cơ rất cao, tương đương vùng đỏ. Huyện Đông Hải áp dụng cấp độ 3, cấp nguy cơ cao, tương đương vùng cam. Các huyện Hòa Bình, Hồng Dân, Vĩnh Lợi và Phước Long áp dụng cấp độ 2, cấp nguy cơ trung bình, tương đương vùng vàng. Đối với cấp xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo cấp độ 4, cấp nguy cơ rất cao, tương đương vùng đỏ, đối với 8 trên 64 đơn vị, gồm phường 1, phường 5, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, phường Láng Tròn, các xã Phong Tân, Phong Thành Đông, Tân Phong thuộc thị xã Giá Rai và thị trấn Gành Hào thuộc huyện Đông Hải. Cùng ngày, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 230 ca mắc COVID-19, giảm 67 ca so với ngày 7 tháng 11. Trong đó, có 77 ca trong cộng đồng, giảm 29 ca so với ngày trước đó, 104 ca trong các khu cách ly tập trung, 47 ca trong các khu vực phong tỏa và 2 ca là người dân tự phát về quê từ vùng dịch. Trong ngày, có 65 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, xuất viện, cộng dồn 1.525 trường hợp. Đến nay, tỉnh Bạc Liêu có 542.000 người trên 18 tuổi được tiêm vaccine COVID-19 mũi 1, đạt tỷ lệ 80,84%, và 206.696 người tiêm đủ 2 mũi, đạt tỷ lệ 30,80%.